Trong bài tập trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn điều khiển servo thông qua con Arduino. Thì tiếp theo trong bài tập này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn điều khiển vị trí servo thông qua một con biến trở. Thì tại sao chúng ta cần phải điều khiển servo thông qua vị trí biến trở? Thì các bạn xem video này sau đây nhé. Đó, các bạn thấy ha. Thì trong video này, người ta sẽ điều khiển được cái vị trí xoay của cái cánh tay robot thông qua các cái trục của động cơ servo. Thì người ta có thể là sử dụng cái biến trở này để người ta điều khiển. Thì ví dụ như bây giờ các bạn thấy là ví dụ như robot avatar chẳng hạn, ví dụ như các bạn xây dựng một con robot A với một con robot B y chang như nhau, và các bạn có thể là gì thay đổi cái vị trí các cánh tay con robot A thì con robot B sẽ hoạt động tương tự. Thì tại sao có hoạt động được? Thì người ta sẽ gắn các cái con biến trở thông qua các cái khớp ha, để ta đưa cái dữ liệu tín hiệu analog vào cho cái Arduino để Arduino đọc và điều khiển cho con robot khác hoạt động ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình để điều khiển vị trí servo thông qua con biến trở. Mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành đấu dây cho Arduino và các thiết bị như servo và biến trở nha. Thì đầu tiên chúng ta cần phải lấy cái nguồn từ Arduino để chúng ta cấp cho toàn bộ cái mạch hoạt động. Tôi lấy nguồn dương 5V và tôi sẽ cắm vào cái nguồn dương 5V này. Rồi, tiếp theo tôi lấy cái nguồn GND. Và tôi sẽ cấp vào cái nguồn âm ở đây ha. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ cấp nguồn cho cái con biến trở trước cái đã. Biến trở. Rồi, con biến trở sẽ có 3 chân thì tôi sẽ cấp nguồn cho 2 chân hai bên ha. Và tôi sẽ lấy từ cái nguồn âm dương của Arduino đây, tôi đưa vào cho nó. Rồi, tiếp theo là cái chân ngõ ra của con biến trở thì tôi sẽ đưa vào cái chân A0 của Arduino. Rồi ha, chừng ăn không qua Arduino ha. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đấu dây cho servo. Thì servo nó có 3 dây ha. Sợi dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ là sợi dây chúng ta cấp nguồn dương 5V. Sợi dây màu nâu là cái sợi dây á là chúng ta sẽ cấp cái nguồn âm. Và cái sợi dây màu vàng á, màu cam á thì chúng ta sẽ cấp vào cái chân điều khiển phát xung cho nó. Thì cái chân màu vàng này tôi sẽ đấu vào chân số 9 của con Arduino. Rồi chân màu vàng tương ứng với sợi dây màu xanh ha, tôi đấu vào chân số 9 của Arduino. Rồi hai chân còn lại thì tôi sẽ đấu vào cái nguồn âm dương của cái chân màu vàng màu tím, thì tôi sẽ nói về nguồn dương. Rồi cái chân này thì tôi sẽ đấu vào nguồn âm. Rồi như vậy là chúng ta hoàn thành đấu dây các bạn ha, hoàn thành đấu dây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành viết chương trình và nạp code vào cho nó hoạt động. Lúc nãy chúng ta đã tiến hành đấu dây cho Arduino với servo và với cái biến trở rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình. Đầu tiên chúng ta phải khai báo thư viện cho servo có hàm là thăng include và chữ servo.h. Các bạn lưu ý khi các bạn gõ đúng thì sẽ màu cam như thế này nha. Tiếp theo chúng ta phải khai báo một cái biến của động cơ này, tức là cái trục của động cơ. Thì tôi có cái hàm chữ servo, các bạn gọi là chữ servo nha. Và tôi đặt tên là động cơ ha, động cơ chấm phẩy. Trong bài của chúng ta có sử dụng một cái chân để đọc tín hiệu từ cảm biến trong bài của chúng ta có một cái chân để đọc cái tín hiệu từ analog ngõ vào không biến trở. Tôi đã đấu chân A0 thì tôi khai báo chân in analog bằng A0 chấm phẩy. Rồi tiếp theo nữa là gì, trong bài này chúng ta sẽ điều chỉnh cái vị trí của cái động cơ servo theo cái giá trị từ analog đưa vào. Thì tôi tạo ra một cái biến là in vị trí và tôi sẽ gắn khi chúng ta khởi tạo lên á thì sẽ cái vị trí này nó sẽ là ở cái góc 0 độ ha, bằng
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành và viết chương trình cho cái phần là thiết lập thêm chức năng là chi nha. Von setup mở mặt và mở mặt ra ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo cái chân này ha, động cơ nè, động cơ nè, và chúng ta bấm chữ A start để chúng ta khai báo cái chân của nó. Thì nãy chúng ta đấu chân số 9 đúng không, chấm phải. Tiếp theo là chúng ta cần phải khởi tạo serial port để chúng ta có thể đọc được analog, thì gõ cái hàm serial .begin baud rate của module Arduino 9600, chấm phải. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần thiết lập ban đầu ha. Giờ chúng ta sẽ đi viết chương trình for loop. Thì chúng ta sẽ đọc giá trị từ analog đưa vào, chúng ta phải có cái hàm là in đọc analog sẽ bằng là analog brick của cái biến là analog. Rồi như vậy là chúng ta đã đọc được tín hiệu analog từ chân A0 vào rồi và lưu vào cái biến là đọc analog. Tuy nhiên cái giá trị này sẽ trả về là từ 0 đến 1023 tương ứng với cái độ phân giải 8, độ phân giải 10 bit của Arduino. Như vậy thì cái giá trị từ 0 đến 1023 thì sẽ không có điều khiển được cái trục của servo, tại vì trong cái hàm này chúng ta để điều khiển được servo thì chỉ cái giá trị là từ 0 đến 180 thôi. Do đó chúng ta cần phải quy đổi giá trị từ 0 đến 1023 thành giá trị 0 đến 180. Do đó chúng ta sẽ thực hiện là cái lệnh là cái vị trí này nè ha, cái vị trí này nè. Đó, ban đầu bằng 0 đó ha. Sẽ bằng map của cái giá trị này ha, của cái biến này. Và cái biến này nó có từ 0 đến 1023 và chúng ta sẽ quy đổi từ 0 thành 180 chấm phẩy. Tiếp theo công việc chúng ta điều khiển cái vị trí servo rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần là lấy cái tên của cái trục servo này ha. Và chúng ta pass xuống đây và chúng ta gõ thêm cái hàm write. Và write cái giá trị là vị trí chấm phẩy. Rồi như vậy là chúng ta đã viết chương trình hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Đó, chúng ta đã viết xong rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái cổng COM kết nối với Arduino là cổng nào. Cổng COM 5 ha. Và chúng ta sẽ biên dịch xem nó có báo lỗi gì không. Biên dịch. Các bạn thấy là không có lỗi gì cả nha. Thì bây giờ tôi sẽ nạp chương trình vào. Rồi sau khi chúng ta nạp code xong rồi thì chương trình không có lỗi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành điều khiển xem cái trục của servo có được điều khiển từ biến trở hay không. Rồi tôi sẽ điều chỉnh biến trở ha. Rồi Rồi bài tập của chúng ta đến ngày hôm nay đến đây là hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin mời các bạn đón xem những tập tiếp theo của tôi. Xin chân thành cảm ơn.